xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 10 tháng 11 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm bảo có kẻ tiểu nhân đeo bám phá hoại và chặn đứng mọi con đường đi nước bước của người tuổi tỷ dù vậy bản mệnh vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, sự sáng suốt để đối diện và vượt qua mọi khó khăn. tình cảm phần trình tình cảm khởi sắc, nhân viên hài hòa đem đến cho người độc thân các đối tượng hẹn hò phù hợp. những người đã thành đôi nên hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn hay đi dạo lãng mạn. tài chính vận trình tài lộc lên xuống bất tường, nguồn thu nhập không ổn định, khó kiểm soát đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch quản lý tài chính tốt cẩn trọng. Đêm bảo có tai nạn sâu sát xảy ra. Tuổi giáp tỷ hãy khen ngợi người khác thật tâm. Tuổi bình tỷ tí, tính toán lại đường đi nước bước cho đúng. Tuổi mậu tỷ nhận được sự nâng đỡ từ những người đi trước. Tuổi canh tỷ may mắn và có lợi thế hơn người khác. Tuổi nhầm tỷ nhẫn nhịn một chút cho sóng gió qua đi. Con sổ may mắn số 72, số 5, màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Đối với những người đang có ý định tranh cử vào những vị trí mới, sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, người tuổi sửu nên nắm chặt thời cơ để có bước nhảy vọt như mong muốn. Tình cảm Phần trình tình cảm kém sắc Điểm bảo mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia có nguy cơ đổ vỡ do tác động của kẻ thứ ba. Người trong cuộc nên có khoảng cách an toàn với những mối quan hệ khác giới để đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy đến. Tài chính, phần trình ta lọc cho giàu, công việc thuận lợi đem lại cho bản mệnh nguồn lợi nhận khủng, củng cố vững chắc nguồn tài chính hiện có. Cẩn trọc, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe, nhất là các vấn đề về thận, gan tuổi ất sửu tính cách của bạn mới tạo nên số phận tuổi đinh sửu được thưởng những món ăn ngon tuổi kỷ sửu tránh thái độ chỉ trích người khác tuổi tân sửu có những lời hứa hẹn khiến bạn dễ tin tuổi quỷ sửu nói trước cẩn thận bước không qua con số may mắn số 23, số 62, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi hợi 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Phần trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng nhờ các tinh nâng đỡ mà con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo mới mẻ trong ngày hôm nay. Những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nhiều khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Tình cảm, phần trình tình cảm bình ổn, cuộc sống vợ chồng không có quá nhiều thay đổi, đòi hỏi người trong cuộc phải có sự chủ động hâm nóng tình cảm người độc thân vẫn chưa tìm được nửa kia của mình vì còn e dè, ngần ngại khi tiếp xúc với người khác phải. Tài chính, vận trình tài lộc có bước chuyển mình rực rỡ, công việc đem lại cho người tuổi dân nguồn thu nhập ổn định, bản mệnh có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu của bản thân mà không còn lo lắng về mặt tiền bạc như trước nữa. Cẩn trọng Ngày hôm nay dễ mắc các bệnh về hô hấp, cảm cúm hay đau hồng tuổi giáp dân dù sao cũng phải giữ trữ tính trọn vẹn tuổi bính dân những nghi ngờ này đã được xóa bỏ tuổi mậu dân gặp được người yêu thương hết lòng tuổi canh dân tính toán lại để tránh đâm đầu vào chỗ khó tuổi nhâm dân hạnh phúc ở trong tầm tay của bạn mà thôi con số may mắn số 11, số 69, màu sắc may mắn màu xanh lá quý nhân phù trợ tuổi mùi 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám, trúng ganh ghét, đổ kỵ với những gì mà còn giáp này đạt được nên tìm mọi cách để hãm hại. Tuổi mão phải đối diện với nguy cơ bị tung tin đồn thất thiệt, gây mất uy tín danh dự. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, ngày hôm nay đào hoa nở rộ, người độc thân được nhiều người theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Bản mệnh nên có sự lựa chọn quyết đoán, chính chắn để không gây tổn thương cho mình và người ấy. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, việc kiếm tiền chỉ nằm ở mức trung bình, bản mệnh nên có sự bứt phá trong hướng đi, tránh lối mòn khuôn khổ để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Cẩn trọng, áp lực tài chính vô tình khiến cho con nhấp này mất tập trung và ế hoại tội ất mão công việc đã dần đi vào quỹ đạo tuổi đinh mão hãy có sự lựa chọn khôn ngoan cho mình tuổi kỷ mão hãy thôi nghĩ tới những kế hoạch quá xa vời tuổi tân mão tập trung cải thiện mối quan hệ gia đình tuổi quỷ mão nói nhiều sẽ khiến bạn mất uy tín con số may mắn số 32, số 6, màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tý năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không mấy cả quan công việc sắp tới lúc gặt hái được thành quả thì bị kẻ tiểu nhân phá hoại mọi công sức gần như là đổ sông đổ biển đứng trước tình cảnh này bản mệnh nên giữ bình tĩnh và tìm hướng giải quyết phù hợp để ổn thỏa mọi chuyện tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc Người độc thân nhờ có sự may mỏi của người thân mà chống tìm được đối tượng hẹn ngò lý tưởng. Còn giáp này đã an tâm bước khỏi ra vùng an toàn của bản thân trong khi vài ngày trước còn khá thờ ơ với việc yêu đương. Tài chính, vận trình tài lộc bên ổn, cơ hội kiếm tiền tiềm năng tăng theo thời gian từ nhiều dự án khác nhau, song bản mệnh vẫn nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Cẩn trọng đêm bảo có kẻ xấu phá hoại gây chuyện thị phi. Tuổi giáp thân được đến nơi mà bạn mong muốn. Tuổi bính thân một số kỳ vọng của bạn quá viễn vong. Tuổi mậu thân nên tính toán lại mọi thứ kỹ càng hơn. Tuổi canh thân bạn đang thiếu cái gì thì bạn càng khao khát cái đó. Tuổi nhâm thân đôi khi nổi bật quá lại không tốt. Con số may mắn số 13 số 78, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, nguồn năng lượng dồi dào, sự nhiệt huyết, nhiệt tình tiếp thêm động lực cho con giáp này trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ, cứng nhắc lại trở thành điểm yếu, kiềm hãm sự phát triển của bạn. Tình cảm Vận trình tình cảm tươi sáng người độc thân nhờ đào hoa phượng nâng đỡ mà nhanh chóng tìm được một nửa tình yêu của mình. Đôi lửa trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng được hạnh phúc ấm êm. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng giúp bản mệnh có thể cải thiện chất lượng của cuộc sống của mình. Cẩn trọng tình hình sức khỏe sa xúc trong ngày. Tuổi ất tỵ tự tin hơn khi thể hiện cá tính của mình. Tuổi đinh tỵ hãy dành thời gian kiểm điểm bản thân. Tuổi kỹ tỵ có cảm giác cả thèm trống chán Tội tân tỵ bạn đang bỏ qua chi tiết quan trọng. Tuổi quý tỵ không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Con số may mắn số 44, số 53, màu sắc may mắn màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn, ngũ hành, hỏa vượng, cho thấy điềm bảo người tuổi ngọ dễ trở nên nóng vội, hành động bốc đồng hơn. Đó cũng là một trong những trở ngại lớn trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của mình. Tình cảm Phần trình tình cảm có nhiều chuyện biến tốt, mối quan hệ của tuổi ngọ với các thành viên trong gia đình được hài hòa và gắn kết hơn trước. Việc chủ động, danh sự quan tâm, yêu thương chân thành đến nửa kia cũng giúp cho tình cảm đôi lửa thêm mặn nồng. Tài chính, vận trình ta lọc kiểm sắc, đêm bảo có hao tài tổn cổ cho những quyết định chủ quan, thiếu suy nghĩ liên quan tới tình hình tài chính hiện có. Cẩn trọng, sức khỏe, sa sút do ảnh hưởng của các cảm xúc tiêu cực, bi quan, Tuổi giáp ngọ nên học cách kiên nhẫn hơn nữa nhé. Tuổi bính ngọ tránh xa những người sống tiêu cực. Tuổi mậu ngọ bạn được nâng đỡ nên tự tin hơn. Tuổi canh ngọ đôi khi thẳng thắn quá là không tốt. Tuổi nhâm ngọ mối quan hệ đôi lửa tốt đẹp. Con số may mắn số 21, số 38, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngày hôm nay có được vận trình thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp. Nhờ có tính cách thân thiện đem lại cho con giáp này sự yêu mến từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bạn mở nên tranh thủ cơ hội này để trình bày quan điểm của mình. Tình cảm Văn Trinh tình cảm không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia vẫn còn tồn tại nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết triệt để. Ngôi tuổi môi, đợi bản thân bình tĩnh trở lại thì cùng đối phương ngồi xuống nói chuyện thẳng thẳng với nhau. Tài chính, Văn Trinh ta lọc tăng tiến rõ rệt, khoản thu nhập chính và tiền thưởng từ các công việc đang đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái hơn. Cẩn trọng, bế tắc trong con đường tình duyên cải vã và hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm tuổi ất môi cẩn thận kẻ tiểu nhân dở trò hãm hại tội đinh môi khó tránh khỏi xô xẻo trong ngày hôm nay tội kỹ môi không nên vội vàng bắt trước người nhà tội tân môi hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm tội quý môi hãy thành thật với cảm xúc của mình con số may mắn số 3 số 29 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi ngọ. Chính, tứ vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Đây thật sự là thời điểm phù hợp để con giáp này thể hiện năng lực của mình và tạo bước đột phá mới trong công việc. Mối quan hệ xã giao hài hòa góp phần không nhỏ trong việc nâng cao cơ hội hợp tác làm ăn với các đối tác. Tình cảm, phần trình tình cảm tốt đẹp, mọi mâu thuẫn, tranh cãi đều được người trong cuộc bình tĩnh giải quyết. Sống gió qua đi thì các cặp đôi giờ đây chỉ còn dành cho nhau những tình cảm chân thật và nồng nàn nhất. Tài chính Vận trình tài lọc đi xuống, con giáp này nên để tâm hơn tới việc quản lý tài chính vì có họa hao tài trong vận trình tiền bạc của bạn. Cẩn trọng Chú ý trong việc di chuyển và tham gia giao thông. Tuổi giáp thân Tính toán cẩn thận vì tiền làm ra không dễ. Tuổi bính thân, đừng quá coi trọng chuyện tiền bạc. Tuổi màu thân, bạn có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tuổi canh thân, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình hình. Tuổi nhâm thân, nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức. Con số may mắn số 9, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi mão 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Phần trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tâm tình phấn khởi, nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho con giáp này cảm hưởng sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, hội họa lại càng dễ gặt hái được thành quả đáng kể. Tình cảm Phần trình tình cảm hài hòa, tình yêu ngọt ngào, lãng mạn đem đến cho con giáp này những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà từ trước đến nay chưa từng có. Người độc thân nên mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm mới, đừng để sự trần trừ mà bỏ lỡ nhiều mỗi nhân duyên tốt lành. Tài chính, vận trình ta lọc vượng sắc, bản mệnh, phải chịu nhiều vất vả, tốn nhiều công sức lẫn thời gian mới thu được khoản tiền thu nhập do dào. Cẩn trọng, việc không cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói dễ gây mất lòng người khác. Tôi ất dậu, chịu thiệt thòi một chút nhưng bạn lại vui hơn tội đinh dầu tránh nói ra những suy nghĩ quá chân thật tội kỹ dầu một số người không đáng tin cậy như bạn nghĩ tội tân dầu vô tình rước tội vào thân chỉ vì hiểu lầm tội quỷ dầu không nên khoe khoang sự giàu có của mình con số may mắn số 33 số 72 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi sổ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hung các đan xen bản mệnh nên dành thời gian này tập trung cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao cũng như với đồng nghiệp xong hãy dùng sự chân thành nhiệt tình để tiếp cận đối phương thay vì có ý lợi dụng trục lợi tình cảm vận trình tình cảm có bước chuyển mình đáng kể người độc thân nên tận dụng thời cơ này để bày tỏ tình cảm trong lòng vì đối phương cũng đang để ý bản mệnh, tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự hòa thuận và ấm êm. Tài chính, vận trình tài lọc có điểm sáng rõ, người tuổi tuất nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm các hạng mục đầu tư mới mông. Tài chính tăng tiễn, dư giả. Cẩn trọng, ngũ hành bất hòa cho thấy có điểm bảo xấu đối với tình hình sức khỏe. Tuổi chấp tuất chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Tuổi bính tuất sự ngô ngay của bạn lại vô tình ghi điểm. Tuổi Mậu Tuất đừng cổ tỏ ra mình là người hiểu biết. Tuổi Canh Tuất dần dần ngồi ngoài nỗi buồn quá khứ. Tuổi Nhâm Tuất nên cẩn trọng trong từng công việc mình làm. Con số may mắn số 11, số 50, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tứ vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Phần trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động may mắn có quý nhân chiếu mệnh nên đa phần các bước tiến của con giáp này đều thuận bường xưa gió. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ, sốc nổi, dễ khiến cho người tuổi hoài đưa ra những quyết định sai lầm. Tình cảm, vận trình tình cảm, êm ấm, cuộc sống gia đình là chỗ dựa vững chắc để người tuổi hoài vượt qua các áp lực ganh đua ngoài xã hội. Hãy trân trọng và thêm yêu thương bạn đời của mình. Họ chính là hậu phương vững chắc để bạn mệnh an tâm xây dựng sự nghiệp. Tài chính, vận trình ta lộc hành thông. Trong ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều phận mai trên phương diện ta lộc, nhiều khả năng sẽ nhận được khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Cẩn trọng, tính khí nóng nảy, khó giữ được sự bình tĩnh nên dễ sinh sự với người khác. Tội ất hại, không đánh đồng mọi việc như nhau. Tội tinh hại, thấy được tín hiệu tích cực trong khó khăn. Tội kỹ hại, tránh nói xấu sau lưng người khác. Tội tân hại, dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tội quỷ hại nên biết bao dung cho người khác. Con số may mắn, số 26, số 22, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ.